Chào mừng các bạn trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng từ ám chỉ hay là pronoun trong tiếng Anh. Rồi, từ ám chỉ nghĩa là gì? Là những danh từ mà thay cho người và sự vật được nói đến. Ví dụ, pronoun. Những cái từ mà bạn sẽ bắt gặp là những gì? They là dùng cho hai người, là họ đó. You, người đối thoại, bạn hay là các bạn số nhiều. He, nghĩa là người nam. She, nghĩa là người nữ. We, I, it. Rồi, tiếp theo. Mình đưa vào ví dụ để các bạn dễ hiểu. Ví dụ ta nói, Henry went to bed only after Henry had brushed his teeth. Đó, thay vì mình lặp lại cái Henry ở đây thì mình là nói sao? Henry went to bed only after he had brushed his teeth. Đó. Thì he đây là thay thế cho Henry được nói tới. Đó. Sarah and Tom went to a park after they had lunch. Đó, thì tương tự như khi tên đây Sarah and Tom là cái danh từ, cái tiên ngữ. They là thay thế cho Sarah and Tom, ám chỉ hai người này. Đó. Đó. Cái hồi nãy mình nói tiên ngữ đó, đó là cái chữ này, antecedent, là cái chữ đầu tiên trong câu, đó. Được xảy ra đầu tiên, danh từ mà được nói đến đầu tiên đó. Trong câu Henry went to bed only after he had brushed his teeth. Thì Henry này gọi là tiền nữ hay là antecedent. Còn he là gì các bạn? Mới học này. Rồi, pronoun, đúng không? Pronoun đúng. Pronoun là cái này. Từ thay thế cho Henry. His thì cái này gọi là sở hữu. Thì mình sẽ học trong cái bài khác. Right, Sarah studied hard on exam and she passed. À, thì cái này có nghĩa là sao? Sarah study gì đó. À, còn she đây là ám chỉ tới ai? Đúng rồi, Sarah ám chỉ tới Sarah. Okay. She là cái người nữ. À, mình dùng she. Yeah. Rồi tiếp theo. My brother and I are trying to find a cause, but we couldn't. Đó. My brother and I là hai người, nhưng mà chúng tôi. Yeah. Chúng tôi thay thế cho anh trai của tôi và tôi. Đó. The structure looked weak. It will collapse. Cái cấu trúc nhìn rất là yếu ớt, nó sẽ sập đổ. À, thì chữ it này ám chỉ tới cái structure. À, các bạn hiểu chưa? Rồi, giờ mình recap lại những cái gì mà mình đã nói. Từ thay thế cho một người nữ thì gọi là she. Từ thay thế cho người nam gọi là he. Từ thay thế cho họ, cho hai người trở lên đó, mình nói đến đó, thì gọi là they. I thì vẫn giữ là I. You, all of you thì mình cũng giữ nguyên. It và it cũng giữ nguyên. Rồi, mình qua cái cách thứ hai sử dụng cái từ ám chỉ, nhưng mà mình bài này mình sẽ nói về cái chủ ngữ của hành động và cái người nhận của hành động. À, subject là chủ ngữ, object là cái vật được hành động đó nói tới. Ví dụ để đi vào bài này, cái này là subject, à, người làm, còn object là người được cái làm đó. Ví dụ
Bây giờ mình nói she went to the store. Thì she đây á là cái chỗ ngực, à, chỗ ngực đi đến cái chợ. Đó. Thì subject pronoun mình có chữ she, he, they, it, we và I. À, những cái từ thường thấy. Còn cái object mà mình nhận được cái hành động là sao? Và mình thay vì mình nói he, mình nói him. Thay vì mình nói she, mình nói her. We, us. They, them. It, it. Và I, me. Thường là object á, nó cái được nhận hành động á, thì nó nằm đằng sau cái từ chỉ người đó, nó đứng thứ hai. Ví dụ Tom give she a present, cái này chưa đúng. Tại sao? Tại vì Tom là người thứ nhất đưa cho cái hành động, đưa cho ai? Đưa cho một cái người nữ, ha. Thì nếu mà người nữ á là người nhận hành động thì thay vì nó she, mình phải chuyển thành her. Tom give her a present. Là cái này mới đúng. Ha. Tiếp theo là ví dụ này. Karen give the water bottles to Jeb and I. Đó. Thì cái này tại sao lại gạch đi? Là tại vì Jeb and I là cái phần, cái người, những người mà nhận hành động cho từ cái bàn Karen này. Đó. Thì mình người nhận thì nó chuyển xuống, thay vì nó I thì nó thay vào me mới đúng. Đó. Karen give the water bottles to Jack and me. Là mới đúng này. Đó. Rồi. Và các bạn thử làm nha. Thử làm mấy cái này. Chọn một cái đúng trong cái dấu mặt này. They give a pizza box to Reed and I hay là and me? And me mới là câu trả lời đúng. Tiếp theo. She waved her hand at him or she waved her hand at he in goodbye. Cái nào đúng hơn? Cái nào nghe có vẻ đúng hơn? Him, phải không? Tại vì cái người đàn ông này là cái người nhận được cái hành động vẫy tay từ cái cô này. Đó. The police give we hay là us a warning ticket. Police give I. Give cái nào? Police là người đầu tiên. Hành động cho này, cho ai? Cho cái người nhận thế, nó phải thuộc về cái dạng objective là us mới đúng. Đó. Police give us a warning ticket. Rồi. Đây là bạn đi tóm tắt những cái gì mình đã học. Chúc các bạn thành công. Nếu có bình luận hay là gợi ý thì các bạn ghi xuống nha.